Bị báo chí Indonesia chỉ ra điểm yếu tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đáp trả dí dỏm. Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia thuộc vòng bảng AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cảm ơn báo chí Indonesia vì chỉ ra khuyết điểm và khuyến khích đối thủ tiếp tục tấn công điểm yếu ấy. Báo Người Lao Động đưa tin, sau trận thắng Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận xét về đối thủ Indonesia. Tuyển Indonesia có nhiều thay đổi so với hồi tháng 6. Họ thi đấu nhanh hơn và có thể lực tốt hơn. Ngoài ra, các cầu thủ Indonesia còn được huấn luyện bởi chiến lược gia xuất sắc người Hàn Quốc Shin Tae-yong, người từng là huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc thi đấu ở World Cup 2018. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng đẹp mắt trong màn so tài Indonesia sắp tới. Trả lời về việc báo chí Indonesia chỉ ra khuyết điểm của tuyển Việt Nam nằm ở hai cánh, ông Bắc Dĩ giọng đáp nếu họ nói chúng tôi yếu ở hai cánh thì tôi khuyên họ hãy tiếp tục tấn công hai cánh của tuyển Việt Nam thôi. Tôi rất cảm ơn vì thông tin mà họ đã cung cấp. Trước trước đó, các chuyên gia bóng đá của đài CNN Indonesia nhận định đội hình tuyển Việt Nam có sự liên kết chắc chắn giữa các tuyến và có khả năng kiểm soát bóng hiệu quả. Thầy trò ông Park đã ghi được 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, trong năm trận đấu gần đây nhất của tuyển Việt Nam, có thể thấy rõ một số điểm yếu mà Indonesia có thể khai thác đầu tiên là các hậu vệ thi đấu thiếu tập trung và thường phạm lỗi tiếp theo là hai bên hành lang cánh thường bộc lộ sơ hở và cuối cùng là thủ môn hai dân cao cnn indonesia nhận xét đánh giá về các học trò của mình huấn luyện viên park hang seo cho rằng hàng thủ của tuyển việt nam qua hai trận gặp lào và malaysia đã mắc vài lỗi có thể do các cầu thủ mất tập trung đó cũng chưa phải những lỗi quá lớn nhưng vẫn khá nguy hiểm với khung thành tôi sẽ nhắc nhở các cầu thủ thi đấu tập trung hơn ông nhấn mạnh còn báo việt nam bullet cho hay trước câu hỏi của báo chí quốc tế về việc trận thắng malaysia có phải là lời khẳng định của nhà đương kim vô địch với các đối thủ tiến dũng khẳng định đội tuyển việt nam không tự cao với vị trí hiện tại của mình luôn tôn trọng các đối thủ trong bảng đấu và quyết tâm chiến thắng trong từng trận đấu một để có thể đứng ở vị trí cao nhất tại bảng b đội tuyển việt nam không quan tâm tới việc đối thủ sẽ nghĩ việt nam là đương kim vô địch hay gì đó mà sẽ tập trung thi đấu tốt để giành vị trí cao nhất tại vòng bảng